Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trang 22 sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: quan sát hình 5.1 và 5.3, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau. Nhân trùng dày có gì khác với nhân trùng biến hình về số lượng và hình dạng? Không bào co bóp của trùng dày và trùng biến hình khác nhau như thế nào về cấu tạo, số lượng, vị trí? Tiêu hóa ở trùng dày khác với trùng biến hình như thế nào về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bã? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy xem lại lý thuyết bài 5 trùng biến hình và trùng dày trong sách giáo khoa sinh học 7 trang 20. Trong đó, trùng biến hình là cơ thể đơn bào đơn giản nhất, gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân. Trùng biến hình di chuyển bằng cách dồn chất nguyên sinh về một phía tạo thành chân giả, vì thế cơ thể chúng luôn biến đổi. Trùng dày là đại diện của lớp trùng cỏ. Tế bào trùng dày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi một bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định. Cấu tạo thì ở giữa cơ thể là bộ nhân, gồm nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và sau đều có một không bào co bóp hình hoa thị ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Đặc điểm: nhân của trùng dày gồm hai nhân, gồm nhân lớn và nhân nhỏ. Trùng biến hình gồm một nhân. Không bào co bóp ở trùng dày hình hoa thị, vị trí cố định, có cả ở nửa trước và nửa sau. Còn không bào co bóp ở trùng biến hình thì hình tròn, không cố định, có một không bào tiêu hóa. Tiêu hóa ở trùng dày: thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn từ miệng đến hầu, đến không bào tiêu hóa, được enzyme tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng, thấm vào chất nguyên sinh. Chất thải được loại qua lỗ thoát ở thành cơ thể. Tiêu hóa ở trùng biến hình: khi một chân giả tiếp cận mồi, lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. Không bào tiêu hóa tạo thành rồi bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa. Chất thải được loại ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận trang 22 sách giáo khoa sinh học 7.